Cái này là giao hàng Herbalife thôi thôi. Đây. Cho đội món nhà bằng cuội cường ấy, món lý lam ấy cái này. Khui hàng trực tiếp của iPad Pro 11/2020. Cứ bóc ra. Cứ bóc ra cho nó uy tín, làm clip này chẳng may nó thiếu thốn cái gì. Mấy chục tỷ, à quên, mấy chục triệu. Đây là mua của anh Quang Tùng nhé. Đây là anh Quang Tùng này, anh này ở Hà Nội, Phạm Quang Tùng. Đấy, số Vietcombank đây, cọc 2,6 triệu rồi, chuyển khoản giúp em nhé. Rồi ok, đã cọc xong thành công. Ok nha, à, vừa chuyển xong 2,6 triệu ấy. Chuyển rồi. Đây nhà toàn máy. Đấy, rất là uy tín nha anh em nhé. Mua bán là cọc tận 2 triệu mấy còn trả tiếc thì nói đến gì, các bố cọc 100, 200 mà đã sợ lừa đảo rồi. Cọc 50.000 còn bỏ lừa đảo à. Đây cọc 2 triệu mấy này. Đây là anh em nhìn này, khui hộp luôn nhé. Đây khui ra hộ mình nhé. Đấy, bóc luôn, đập hộp luôn. Cái túi bóng mà, cái rạch này. Ông giao hàng cũng được đập hộp và tôi quay tivi. Đập hộp nha các bác nhé. Mình quay như thế này, nhận hàng các bác là lên quay tivi như thế này. Đấy, quay điện thoại như thế này để tránh tình trạng là nhà điều hành người ta gửi nhầm lẫn. Đấy, hoặc là người ta gửi cho mình không đúng sản phẩm. Đấy là cái vỏ. Đây. Đấy. Rồi. Đây là cái bàn phím này. Đó. Đây là một bàn phím này. Bàn phím thôi cái mẹ đi, bỏ ra đây. Đây, nhấc lên rồi các anh nhỉ. Đấy, đập hộp là như thế thôi, có gì đâu. Bọc rất là kỹ càng nhỉ. Đây, iPad Pro. Hơn 20 triệu nhé. Đấy, mua của anh Tùng đấy. Anh Tùng đẹp dai. Chủ shop điện thoại, sinh năm 1986. Chưa vợ, hai con. Đây mình khởi động lên xem nào. Đi mua bán nó phải thế đúng không? À. Có mẹ cọc 2,6 triệu cười khanh khách còn vui vẻ. Anh em mua bán lần đầu cũng kiểu cảm giác cứ như còn lần sau. Đây đếm hộ mình luôn nhé. Đây, đây, tiền đây. Mời ông ship hàng, ông đếm luôn. Pin yếu còn có 10%, ông để ông tiết kiệm pin. Thế không sạc cho tôi, giờ còn 8% pin này. Mua đâu một ship thôi. Ừ. Là lội Hà Leo. Rồi dung lượng là con này là 256GB. Rồi ok, rất iPad Pro nhé. Đây, iPad Pro 11 inch thế hệ 2. Con này là hơn 20 một chút các bác nhé. Chấp nhận chú điếu. Đây ông này đang đếm tiền. Vâng, tôi cứ nhận được hàng là cái quan điểm của tôi là tôi cứ toàn quay clip thôi. Để các bố gửi hàng hai bên cho nó thoải mái, để tránh cái tình trạng là về lại bảo anh ơi thiếu cái này, rồi lại bảo là anh ơi thiếu cái kia, sau đó là cứ kiểu như trộm cắp hàng ấy. Đấy. Cháu quay cho chú cái. Đấy, cứ quay đấy nhé. Ông chùm cầu trắng đập hộp. Đập mẹ
Đập hộp cái gì? Đây là 2 triệu đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đây còn 1 triệu nữa này. Chịu được không? Có bán là chịu nhá. Rồi ok, ô cái bút đấy ở đâu nhỉ? Cái này không có bút à? Mở hộp lên xem có ở dưới đó. Các cái bút đâu? Đây là cái cạnh. Đây là cái cạnh cạnh bên. Cái cạnh đâu? Đây là cái bút này, cái cạnh. Đây mà nó ổ đây. iPad không thì đây sao đó. Cái đây dính rồi à? Dính vào. Đã có bút rồi. Đúng không? Đây không có bút đúng không? Không có bút không sao. Em nghe anh ơi. Đây, rồi. Alo. Em nghe anh ơi. Một cái. Đúng 3 giờ. Vâng, anh cứ chuẩn giờ cho em được. Hai cái. Em có bút rồi, ok. Đây nhá, clip là vừa khui hàng, đây là có ông bưu phẩm là không có bút nhá. Chắc là thiếu bút. Đúng không? Ông ship hàng. Vâng. Thiếu bút đúng không? Vâng. Vâng đúng không? Rồi, xin chào tất cả mọi người nhá. Đây là phiếu gì đây? Bảo hành bỏ tỏi à? Đây không có này, phiếu đơn em thu. À rồi rồi rồi. Đây là thu 21 triệu. Tiền cước. Tiền cước là 189.000 đúng không? Gọi là 190.000. À, tiền cước và cọc 2 triệu 6 rồi. Rồi xin chào mọi người.